này lâu ấy nhỉ. Xin mời. Xe đẹp. Đi thư đi sao? Đi, anh em đi. Rồi, đây. Ông này. Đi, anh em mình đi thăm anh này chính xác. Ông là ông là Văn Lạ. Đây nhà của ông đấy nhá. Ừ, con chào ông nhé. Vâng, có sức khỏe không? Vâng, giờ con ở bên đoàn thanh niên chi đoàn y tế. Vâng, nhân ngày 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sĩ, uống nước nhân nguồn để đăng nghĩa. Nên là bên chi đoàn cháu thăm hỏi gia đình ông và chúc ông sức khỏe. Đấy, nên là không có gì, có túi quà cho ông bà. Đấy, chúc ông bà sức khỏe nhé. À, con xin cảm ơn ông bà. Vâng, cảm ơn ông nhiều nhé. Chứ bà vào đi lại.